Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em lại quay cho bác xem nhá. Em lại quay cho bác xem. Đấy. Em lại quay cho bác xem. Ui, quá sợ. Ôi, cái này mất hòm. Mất hòm. Ui, các bác nhìn sợ. Lướt đỏ. Mất hòm. Bạn em quay gần cho các bác xem. Cái này quá ít. Này xịt không nhỉ? Gần to nha các bác. Các bạn nhìn theo ở điện thoại thì không phát hiện ra lươn to không, lươn đoạn nữa bày gạt các bạn xem lươn to luôn. Nói chung là đánh thì không tránh khỏi ống xịt hoặc một hai con, không thể tránh khỏi. Đấy, ống này xịt được một con, một con to quá các bạn. Đánh ở cái chung đánh rồi cho nên là không được nhiều. Nhiều ống nặng nha các bác, còn đánh hôm nay nhiều ống nặng như nhiều ống một xịt, cái này đánh kém chết luôn, thậm chí chết không gặp chết. Ống này chưa Xịt nha các bạn, đây xịt này, đây xịt. Bảo em đánh không xịt, xịt nha. Xịt là bình thường nha các bạn. Xịt quá bình thường. Thì mình đi kiếm mà có phải là mình đi ấy đâu. Quan trọng là các bác phải đánh chuẩn. Đánh chuẩn như thường gì ạ? Nay em mất mấy cái nhỉ? Có ba thằng nó còn phóng luôn, lấy luôn.
Dầu cũng nặng nha các bác. Đợi dầu cũng nặng, dầu nặng, dầu nặng. Dầu nặng quá to lắm. Dầu nó như không có ăn gì nặng. Chết thì không tránh khỏi. Làm chết mới rồi. Úp dầu vàng mà bố cửa miệng là không vào được nhờ nha các bác. Có vào nhưng không vào nhờ. Đây là nước được chăm úp dầu vàng bố này là ống này có dạng sử dụng 1 hay 2 gọn. Đấy là bảo trước nếu vào sau chẳng hạn như nó vào ống rượu vàng mà nó vào trước rồi thì xịt ngay, ống rượu vàng mà vào sau nha thì là vẫn còn được 1-2 con, còn nếu bay đấy mà nhiều lươn thì nó vào còn gặp nó cắn đuôi nhau vào thì thế là nặng đấy, ống này xịt luôn nằm sau cái xịt đi mày đánh cái nào được. Cái chút họ đánh rồi nhưng mà mình đánh lại vẫn được, nhưng mà được còn rất nhỏ vì họ mới đánh nó có mùi rồi, nó loãng mùi rồi, muốn đánh được một là chờ cơn mưa, hai là vài hôm không thì có đánh sẽ được, còn nếu không là xịt ngay, chắc chắn xịt ngay. Hai ống mất hòm, thế mới tỏi hôm nay ạ. Mất hòm thì vẫn còn lượt nha. Rồi, ống này mất hòm rồi các bạn. Đi, em đi đường dài nó sốc, mất hòm. Đấy. Đây, lại nữa xong đây em cho xem. Cái ống rượu vàng nó vào ống này vẫn được nha các bác. Nhưng mà nếu vàng vào sau thì là vẫn được lượt, mà vào trước thì là chúng ta cũng lượt. Một chút đấy mà nhiều lươn thì có thể là vẫn được nhiều vì nó cắn đuôi nhau các bạn. Nhưng hầu như là được ít, không được nhiều. Ốp vô vàng, bấu cửa hôm. Và ít không được nhiều. Ít khi đại ông từ trước đến nay em trao quý lại đó. Đấy, thế rồi các bạn. Đúng rồi, đại ông thôi. Ống này vẫn được nha. Đấy, ống cửa vàng đấy. Đây, ống cửa vàng bố rồi. Bố cửa hòm này. Bố cửa hòm này. Đây, bố cửa hòm. Vừa chút cái này. Bố vẫn được lươn nha. Đã. Hai con. Các bác thấy hay cho em xin lại nha các bác. Đây em quay gần đến cho các bác xem. Chia sẻ giúp em nha các bác. Thấy hay chia sẻ giúp em. Đây, quay gần cho các bác xem đây. Được. Nhiều thì cũng chẳng nhiều, nhưng mà ít thì cũng chẳng ít. Đây nó cũng phải được vài cân.
chả biết là bao nhiêu cân vì em đang cầm máy quay em chả nhắc được. Đây bên này chết có chết nhé các bác. Đây em vừa về rồi. Đấy, em vừa về. Em xin chào các bác nhé, hẹn các bác đi giao sau. Em xin chào các bác.